Ở thời điểm hiện tại, đeo khẩu trang ở nơi đông người hay đến những khu vực ăn chơi là điều rất đáng được hoan nghênh. Tuy nhiên, nhiều người lại lợi dụng chiếc khẩu trang để làm content câu view trên mạng xã hội thì lại là câu chuyện khác, điển hình như đoạn clip dưới đây. Thời gian gần đây, trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện một anh chàng lúc nào cũng đeo khẩu trang và làm theo những yêu cầu của những người bình luận. Nhiều người còn tôn sùng một danh xưng nghe khá ảo cho người này, đó là nam thần khẩu trang, vì hầu như 24/24, lúc nào đăng clip cũng đều cố tình đeo khẩu trang. Mới đây, nam thanh niên này đã khiến không ít người cảm thấy khó hiểu lẫn phẫn nộ vì màn ăn uống khá mất vệ sinh với cái khẩu trang. Để đáp lại lời khiêu khích của một netizen về việc làm clip ăn thịt bò sẽ được 1 triệu tim, nam thanh niên này đã đăng clip làm luôn và ngay. Theo đó, người này cố tình cắt đường chiếc khẩu trang ngay miệng, sau đó cho rau kèm thịt vào ăn để không phải tháo khẩu trang. Hành động tưởng là vui thế này đã nhận về không ít gạch đá. Những người để lại bình luận đa số đều cho rằng bản thân chiếc khẩu trang lớp bên ngoài có công dụng ngăn ngừa vi khuẩn. Việc ăn uống mà miệng vẫn còn đeo như vậy, khác gì nhét hết vi khuẩn vào người. Đó là chưa kể những clip phản cảm như thế này sẽ kéo theo hệ lụy các em nhỏ bắt chước theo, vô cùng nguy hiểm. Còn bạn nghĩ sao về sự việc này? Hãy cùng chia sẻ nhé!